Bạn cần nắm coi để quay iClinic. Liên hệ ngay với Mr. Hưng Inter. Uy tín, an toàn và chất lượng. Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái video review về một cái chiến thuật mà có thể nói là đang rất là hot trong những cái tuần vừa rồi. Và tuần này thì mình đã cuối cùng cũng đã có cơ hội để có thể sở hữu. Đó chính là chiến thuật của ông Braun. Anh em có thể lên Best Hub 21 để có thể xem các cái thông tin, thông số của ông này, cũng như là cái đội bóng mà ông ấy đang dẫn dắt nhé, để anh em có thể là săn nó dễ hơn. Thực ra là ông này thì mình cũng phải mất tầm 2 tuần thì mình mới có thể săn được. Và ông ấy hôm trước ấy thì nó rơi vào khoảng buổi đêm thì mình bật lên thì mình thấy phát hiện ra ông này và một ông nữa, đó chính là cái ông Spark, thì mình cũng sẽ làm ông Spark sớm thôi. Thì trước tiên là cái ông này thông số ngon hơn thì mình sẽ làm ông Braun này trước. Thì đây cũng là một cái chiến thuật mà khá là cơ bản, 4-3-1-2 mà nhiều anh em thích chơi. Lối đá của chúng ta sẽ là phản công bóng dài. Về cách phòng ngự thì nó khá là ok khi mà cái thông số của cái này nó khá là phù hợp với cái cách phòng ngự là wall defense. Chúng ta sẽ đánh trung lộ rất là nhiều. Thực tế thì cái này là maintain formation, là giữ vị trí, thành ra là cái việc bị bắt bài nó cũng có. Tuy nhiên nếu anh em ban bật nhanh ấy, thì mình nghĩ là rất khó để cho đối phương có thể theo kịp đối với những cái tiền đạo tốc độ mà anh em có hoặc những cái tiền vệ của chúng ta rất là tốc độ, đúng không? Về cách phòng ngự thì wall defense thì cũng là một cách tổng lực. Cách phòng ngự tổng lực mình cũng đã làm cái video rồi, thì anh em có thể xem lại cái video như vậy. Và cái containment area của chúng ta là wide. Khi mà chúng ta cover wide tốt ấy, thì chúng ta sẽ đẩy cho đối phương vào trong ở giữa. Và ở giữa thì chúng ta có rất nhiều người đứng chắn ở đấy rồi, thành ra là cái việc đánh chặn rất là ngon luôn. Ok, các cái thông số là như vậy. Còn về các cái nhân sự thì sao? Về mặt nhân sự thì anh em có thể thấy được rằng là với các cái vị trí này thì nó khá là đặc biệt. Ví dụ như là trường hợp của các trung vệ và các tiền vệ. Mình nói qua một chút về các vị trí thủ môn đi. Thủ môn thì đương nhiên anh em đã tìm dùng những cầu thủ nào mà anh em hay bắt nhá. Oliver Kahn hay là Donnarumma, cái style offensive hay defensive đều ok cả. Với các chiến thuật này thì cái line nó khá là cao, thì mình nghĩ có lẽ là những trường hợp của offensive goalkeeper nó sẽ là ok hơn. Tiếp đến là các vị trí của CB thì hiện tại mình vẫn đang tin dùng Luis Felipe. Với trường hợp của De Ligt cũng là một cầu thủ mà mấy hôm nay đá rất là hay. De Ligt thì hiện tại không có quá nhiều trường hợp bị ngáo nữa rồi, anh em có thể chơi một cách rất là an toàn. Và ngoài ra thì anh có thể kết hợp giữa sâu combo hoặc là các trường hợp của Build Up, Van Dijk hay là Varane đều ok cả. Vị trí 2 LB và DB cũng khá là quan trọng khi mà chúng ta phải đối mặt với nhiều các cái chiến thuật mà thiên về đánh góc cánh này, hoặc là chiến thuật của Chechenko. Thì với những cái chiến thuật như thế thì chúng ta nên để một vị trí. Trong trường hợp này thì Lucas Hernandez đang là một cầu thủ có phong độ rất là cao và có những cái bộ chỉ số rất đẹp. Cánh còn lại thì anh em có thể là tin dùng những cầu thủ chạy cánh mà chuyên tạt hay là chuyên dồn lên tấn công. Hiện tại thì mình đang sử dụng là Alexander Arnold nên là đá cũng khá là ok. Mặc dù là cái về phần phòng ngự thì nó cũng trận dở trận hay, nhưng mà về mặt tấn công thì nó cũng khá là ổn. Và với cái chiến thuật như thế này thì anh em nên có một cầu thủ chạy cánh tốt. Trường hợp của cánh RB thì chúng ta có Arnold cánh RB này, còn tùy vào việc anh em sử dụng cầu thủ nào nhé. Với vị trí các tiền vệ thì khá là quan trọng trong cái việc là chúng ta xếp những cái style nào cho hợp lý. Tuyến giữa, ở giữa thì luôn luôn là một anchorman, theo mình là luôn luôn là như vậy vì đá chắc hơn rất nhiều. Bên tay phải và bên tay trái thì còn tùy vào cái việc là anh em đá như nào. Hiện tại mình đang sử dụng Rijkaard cho vị trí DMF bên lệch trái. Thì Rijkaard với khả năng chuyền khá tốt bằng hai chân của mình cũng như là khả năng đánh chặn, vị trí này khá là ổn định và chắc chắn sẽ là một suất chính thức luôn. Ngoài ra thì anh có thể tin dùng các vị trí Nedved. Nedved cũng là một cầu thủ mình nghĩ là rất là đa năng và chúng ta có thể xếp cho anh ấy vị trí CMF box to box như này thì rất là hay. Vị trí AMF và CF thì nó cũng khá là dễ để chúng ta có thể xếp. AMF này có thể là một hope player hoặc một vị trí SS AMF như thế này, trường hợp của Mbappe hoặc là các trường hợp khác của các tiền đạo khác. Ngoài ra thì anh em có thể chơi những cái cầu thủ là creative playmaker, mình nghĩ cũng khá là ok. Thì hai vị trí CF có thể là một Mbappe này, một goalposter và một cầu thủ không đá theo style nào như là trường hợp của Depay. Ngoài ra thì mình nghĩ có lẽ là những tiền đạo nhưng mà goalposter khác, mà có lẽ là về vào hiệp 2 thì chúng ta sẽ tung vào sau. Còn hiệp 1 thì anh em có thể để những cầu thủ như là trường hợp của Kluivert này hay là trường hợp của Depay cũng rất là ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngay trận đấu cùng với chiến thuật của Braun nha. Let's go.
Ok, trận đấu ngày hôm nay của chúng ta gặp một đối thủ cũng khá là hay đây. Mình thấy như vậy. Rồi, phong độ của các cầu thủ cũng rất là ok rồi. Chúng ta sẽ vào ngay trận đấu thôi. Cái trận này mà nói thì đương nhiên là các cái thông số nó rất là cao. Và anh em thấy được rằng là nhiều khi nó cũng không hợp lý đối với những cái trường hợp mà anh em yêu cầu các bộ thông số nó cân bằng hơn. Tuy nhiên thì khi mình đánh giá đến đây cũng là một cái bộ thông số mà hỗ trợ nhiều cho anh em nó thích chơi phản công bóng ngắn hoặc bóng dài. Và chúng ta để phất bóng hay chúng ta để chơi những cái pha ban bật 1-2 rất là đơn giản của chiến thuật như thế này. Chưa để kể đến cái việc là chúng ta có cái line nó cao, nhưng mà lại chơi theo cái phong thái nó là phòng ngự, là wall defense, là phòng ngự tổng lực. Thì khi đó thì chúng ta dồn cái line lên rất cao và chúng ta để áp sát kiểu như là có một cái cự ly hợp lý để chúng ta để áp sát ngay lập tức khi đối phương đang có bóng chân. Thì như thế cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc anh em đá phản công. Và nó kiểu như là một cái sự một mảnh ghép hoàn hảo ấy. Một mảnh ghép hoàn hảo cho các cái cách sắp xếp vị trí sơ đồ. Đương nhiên là về mặt phòng ngự thì vẫn là một cái lối phòng ngự rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ điều khiển một cầu thủ và chúng ta bắt bài. Thì khi đó thì anh em cũng sẽ có những cái pha bóng mà chúng ta bắt bài rất là chính xác như thế này. Cá nhân mình thấy thì mình sử dụng Nico Barella trong vị trí box to box thì nó cũng chưa thực sự là ăn khớp lắm với các cầu thủ khác. Thành ra là thỉnh thoảng mình cũng sử dụng là Neves thì cũng hay hơn khá là nhiều. Đấy rồi, Mbappe, ok. Thì anh em thấy được cái pha phản công cũng rất là nhanh và chúng ta cũng dễ dàng tìm được các cầu thủ để có thể phối hợp chuyển vào 1-2. Đó, cũng khá là easy đúng không? Ok, xuống này. Đấy, anh em cũng chặn rất là tốt các cái vị trí mà đối phương định đánh vào. Thì theo mình thấy đây cũng là một cái chiến thuật mà rất là hot. Tại sao nó hot thì nó cũng đều có cái lý do của nó cả. Chiến thuật này thì có lẽ là sẽ đánh được nhiều các cái chiến thuật thiên về cánh. Ví dụ đây là một cái sơ đồ chiến thuật mà đối phương đang chơi thiên về cánh 4-2-3-1 thì phải. Thì khi đó thì mình cũng chặn khá là ok. Mình ép đối phương phải đánh vào giữa. Và khi đánh vào giữa như thế này thì không có quá nhiều đất để đối phương có thể thể hiện mình. Mình cũng chặn rất là nhiều vị trí rồi. Đối phương sẽ phải tung ra cái đường truyền, có thể hơi sớm, có thể hơi muộn. Thì khi đó chúng ta đều có thể là bắt được bài luôn. Và đương nhiên rồi, ba vị trí tiền vệ của chúng ta nên là những cầu thủ mà biết chuyền, chuyền chính xác, có nhiều skill chuyền, chuyền một trạng, các kiểu chuyền đấy, thì anh em sẽ tấn công nó nét hơn rất nhiều. Ok. Thực ra thì cái lối chơi của mình là một cái lối chơi thiên về kiểu kiểm soát bóng ấy. Nên là nhiều khi đá như thế này sẽ, nếu mà bị phản công nhanh quá thì mình cũng sẽ dễ bị thọt với các chiến thuật kiểu phòng phản công như thế này. Tuy nhiên thì thôi, quen tay thì cứ thế chơi thôi. Mặc dù nó cũng khá là nguy hiểm. Với chiến thuật anh em cũng nên có những cái pha bóng hay nhanh và tận dụng những cái cầu thủ tốc độ để chúng ta để vượt qua đối phương. Đây trường hợp mà chúng ta bị bỏ xa khi mà mình đã dâng rất là cao rồi ấy, và mình dính phản công ngược như thế này luôn, thì đối phương cũng chấp thì cơ rất nhanh với cái vị trí của Messi. Đây cũng là một đường chuyền lỗi của Hernandez, không kịp quan sát. Ok, không sao cả. Anh hãy chú ý một chút về cách chúng ta tấn công nhá. Triển khai lối chơi thì có thể nên triển khai một lối chơi nó nhanh hơn. Nhanh hơn khi đó thì nhiều khi là không cần phải kéo quá nhiều các cái tiền vệ của chúng ta lên mà chúng ta vẫn có đủ người để có thể tấn công, thì nó sẽ hợp lý. Thực tế thì đây cũng là một cái chiến thuật mà trốn rất là kỹ luôn. Và mình phải dình, mình săn đủ các kiểu mới tìm được. Rất may là chúng ta vẫn có rồi, hy vọng anh em sẽ lấy được nhá. Đấy rồi, hay quá, lỗi từ team bạn. Chúng ta phải chớp thời cơ ngay thôi. Depay đã có bàn thắng rồi, quá hay. Đó thì anh em có thể là đưa tung lại đường truyền nhá, 1-2-3-1-2 ngay từ khi giao bóng. Đối với những chiến thuật của đối phương mà kiểu cái cách phòng ngự của họ là wall defense, chúng ta có thể xuyên qua rất nhanh luôn. Ok, hay rồi, cái bóng tốt của John Cruyff. Cậu anh ơi, để anh em có một cái lượng người đủ dùng để chúng ta phản công. Có thể gạt sang cánh như thế này thì khi đó các vị trí Rijkaard là một cầu thủ mà lên tham gia tấn công rất là nhiều. Bên kia thì có trường của Neves hoặc là Nico Barella là một box to box thì cũng tấn công rất là ok. Anh em có thể đổi cánh như vậy. Đấy, tạo ra cái sự đột biến hơn cho cái việc chúng ta tấn công. Ok. Nói chung thì vẫn khá là ok. Không có vấn đề gì cả. Thực ra phòng ngự và chiến thuật này theo mình thấy là một cái chiến thuật phòng ngự rất là chắc. Sao mình kéo ông delete ra kia? Theo mình thấy đây là một cái chiến thuật phòng ngự rất là chắc luôn. Và chúng ta có thể là cover tốt các khoảng trống. Nó không thừa một khoảng trống nào cho đối phương có thể được triển khai với các trường hợp như thế này đấy. Kể cả như vậy chúng ta vẫn có đủ người để phòng ngự.
hay là quả này này, à, anh em thấy không? Lucas Hernandez thì không tham gia tấn công nhưng chúng ta vẫn có thừa một slot để có thể phòng ngự tốt cho vị trí đó. Đã tìm bạn thì bạn là rất là tích cực tấn công, không để qua được cái hàng phòng ngự quá là chắc chắn của mình, nhưng mới bức tường vậy anh em thấy nhá, chặn luôn này đấy, nhanh chưa? Ok, tấn công tiếp. Còn bọn con vẫn là tìm bạn, đây rồi mình xin, vẫn là tìm bạn, vẫn không qua được, vẫn không qua được. Thấy không, rất là đông anh em ạ. Và khi đó chúng ta để phản công rất nhanh như thế này, chuyển lên luôn, mình hơi gà đã phản công một tí, thành ra là nhiều khi cũng không ăn khớp. Nhưng mà về mặt phòng ngự thì mình tin dùng cái chiến thuật này cực kỳ luôn. Đấy rồi, ngon luôn, không thể qua nổi anh em ạ. Tìm bạn chắc là cay lắm đây. Ôi giời ơi, cay quá là xoạc rồi anh ơi. Ok, và chắc là tìm bạn cũng thoát rồi. Rồi, và đó là cái trận đấu ngày hôm nay của chúng ta và video ngày hôm nay của chúng ta về chiến thuật của Bron. Thì đây cũng là một chiến thuật theo mình đánh giá là một chiến thuật rất ngon, rất đáng săn, rất dễ đá, phạt công, phòng ngự rất là chắc chắn. Thì hy vọng là anh em cũng sẽ là săn được ông này và đem về để có thể là test thử nhá. Đừng quên like, subscribe, tiếp tục ủng hộ Tham Ngoại Games. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.